49 18 cao 7. Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ nha. Chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Con này nó có một điểm trừ ha, hai điểm trừ ha. Cái này nó hơi xấu, giống như ta chiên quá lửa hay là ta làm quá nó cháy ha, nhưng mà lớp chống dính vẫn còn ha, nó chưa có bung lớp chống dính lên ha. Và cái điểm trừ thứ hai là bị bể chỗ này ha. Rồi con này em vẫn bán giá là 250.000 thì em bao ship cho nha. Con này em bao ship. Cái màu tím tím, ngà ngà tím tím đẹp ha. Cái này do vận chuyển thôi chứ không mớp, không bị lủng ha. Cái nồi này bự bền. Đẹp cực kỳ nha, bếp tự ha. Rồi giờ em test nước ha. Quý khách cô chú anh chị em á, mua về biếu tặng làm quà ok ha. Em thấy con này chắc mua về xài đi. Mấy con kia đẹp thì biếu tặng được ha, con này nó hơi xấu biếu kỳ quá. Đó, bếp tờ nhận tốt nha quý khách. Lộn, cái chảo nhận bếp tốt nha. Đó, xôi ha. Rồi lên tim. Bếp nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Rồi chuẩn nha quý khách cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu, mua dùng xài liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Con này nó có hai cái mỏm nữa nè. Mỏm bên trái cũng được, mỏm bên phải cũng được. Rồi em xin chào và kết thúc video tại đây ha. Em xin cảm ơn.